Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thông tin ngày mới hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Trong chương trình hôm nay, chủ nhật ngày 21 tháng 11 có những nội dung đáng chú ý. Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Người phụ nữ đầu tiên là một quyền tổng thống Mỹ trong 85 phút. Thưa quý vị, với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế xã hội, sáng qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã chủ trì họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương sơ kết công tác phòng chống dịch COVID-19. Chủ trì tại đầu cầu Quảng Ninh có các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, cùng tham dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành ở tỉnh. Đợt dịch thứ tư đến ngày 19 tháng 11 năm 2021, cả nước đã ghi nhận trên 1 triệu ca mắc, 880.000 người đã khỏi bệnh, tương ứng tỷ lệ 82% và 23.500 ca tử vong. Riêng tại Quảng Nam, từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến nay, ghi nhận 674 ca bệnh, cụ thể 172 ca bệnh cộng đồng, 431 ca lây nhiễm thứ phát và 71 ca xâm nhập từ các tỉnh. Trong 674 ca tại các huyện có tiền sử tiêm chủng đủ 2 mũi là 69 người, tiêm đủ 1 mũi là 248 người, chưa tiêm mũi nào là 357 người. Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong hơn một tháng đầu tiên thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo nghị quyết số 128 NQCB từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 19 tháng 11 năm 2021, cả nước ghi nhận 105.543 ca cộng đồng. Đến nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, số ca mắc cộng đồng đang có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước. Trong tuần, số ca mắc cộng đồng tăng tại 35 tỉnh thành phố do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng. Nhiều ca bệnh không có triệu chứng, không rõ nguồn lây và có liên quan đến người trở về từ vùng dịch. Các ổ dịch tập trung tại các địa bàn tập trung dân cư lây nhiễm thứ phát ngoài cộng đồng, nhất là tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương đi lại lớn. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là trong điều kiện thời tiết chuyển biến thuận lợi cho sự phát triển lây lan của virus. Tại cuộc họp đã nêu ra một số vấn đề tồn tại vướng mắc trong thời gian qua khi triển khai thực hiện nghị quyết số 128 NQCB, như một số địa phương chưa ban hành kế hoạch thích ứng cho cả 4 cấp độ dịch hoặc chỉ có kế hoạch cho một cấp độ dịch hiện tại của địa phương, thực hiện xét nghiệm cách ly đối với người di chuyển về từ các tỉnh có số mắc cao, thời gian cách ly F1 đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh. Đến nay, nước ta đã ký hợp đồng mua, nhận viện trợ, tài trợ tổng số 198,8 triệu liều, đủ để tiêm 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trong năm 2021. Có 18 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Đến đến ngày 19 tháng 11 năm 2021, đã tiếp nhận 131,2 triệu liều, đã phân bổ 129,6 triệu liều, trong đó có 1,6 triệu liều chưa phân bổ do vaccine mới được tiếp nhận đang kiểm định. Theo kế hoạch năm 2022, với mục tiêu 95% trẻ em và người lớn có ý định tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 được tiêm chủng đủ số liều cơ bản và liều nhắc lại trong năm 2022, tiếp tục triển khai thí điểm điều trị có kiểm soát các trường hợp mắc COVID-19 tại nhà và cộng đồng tại 34 tỉnh thành phố. Sáng qua, đoàn khách quốc tế thí điểm đầu tiên đến Quảng Nam đã có chuyến tham quan phố cổ Hội An, quảng cảnh chùa Cầu, ghé thăm nhà cổ Tấn Ký và thưởng thức một số sản phẩm du lịch độc đáo khác ở Hội An. Đây chính là những vị khách quốc tế đầu tiên quay trở lại Hội An sau 2 năm đóng băng thị trường du lịch quốc tế bởi dịch COVID-19. Đoàn khách này đi theo dạng khách chuyến sang chuyến bay charter lưu trú tại khu phức hợp nghỉ dưỡng Hội An Na và đã đáp ứng các điều kiện y tế trước khi tham quan phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn theo lịch trình. Theo lịch trình, có 50 du khách quốc tế chia làm hai đoàn tham quan phố cổ Hội An. Các điểm đến trên hành trình bao gồm chùa Cầu, nhà cổ Tấn Ký, hội quán Phúc Kiến, bảo tàng văn hóa dân gian, bảo tàng gốm sứ Mậu Dịch. Đại diện Việt Nam Travel Mart, đơn vị lữ hành kết nối đoàn khách quốc tế này, công ty
đoàn sẽ đi lại khu nghỉ dưỡng tư thời Hội An Nga 8 ngày 7 đêm, sau đó tùy vào từng du khách, có người sẽ về nước, có người tiếp tục đi các điểm đến khác được phép ở Việt Nam. Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 11, trường Trung học phổ thông Huỳnh Ngọc Huệ, huyện Đại Lộc, Lâm Trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường 1961-2021 và 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11-1982, 20 tháng 11-2021. Trải qua chặng đường 60 năm, trường Trung học phổ thông Huỳnh Ngọc Huệ đã không ngừng phát triển về cả quy mô trường lớp, chất lượng giáo dục, số lượng học sinh ngày càng tăng, chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng cao, đội ngũ giáo viên ngày càng đảm bảo, số học sinh giỏi đạt giải cấp quốc gia, cấp tỉnh, học sinh đổ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hàng năm luôn ở trong top các trường dẫn đầu của tỉnh. Nhiều giáo viên có thành tích tốt trong công tác giảng dạy, đạt các danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh và nhận được bằng khen, giấy khen, các danh hiệu của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cấp các ngành. Liên tục nhiều năm qua, trường được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc, được Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen. Trải qua 60 năm, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, học sinh trường Trung học phổ thông Huỳnh Ngọc Huệ đã nối tiếp nhau viết lên trang sử truyền thống vẻ vang và hào hùng của nhà trường cũng như của quê hương đất nước. Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho trường Trung học phổ thông Huỳnh Ngọc Huệ có thành tích xuất sắc trong 60 năm hình thành và phát triển. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc tặng 20 triệu đồng, tổng công ty điện lực miền Trung trao tặng 200 triệu đồng cho quỹ khuyến học của nhà trường. Nhà trường đã trao học bổng cho 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Sáng ngày 20 tháng 11, trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thắng, huyện Tiên Phước tổ chức kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và tuyên dương khen thưởng năm học 2020-2021. Tại buổi kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống ôn sâu trầm đạo của người Việt qua nhiều thế hệ. Nhân dịp 20 tháng 11, các học sinh trong trường đã biểu diễn những tiết mục văn nghệ hết sức ý nghĩa dành tặng cho thầy cô của mình. Trong những năm qua, trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thắng đã khẳng định thương hiệu của mình trong công tác dạy và học trên địa bàn huyện, tỉnh. Năm học 2020-2021, toàn trường có 691 em học sinh đạt học lực khá giỏi, chiếm tỷ lệ 68,4%. Có 28 em đạt giải thưởng tại các kỳ thi học sinh cấp tỉnh, quốc gia. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông 100%, nằm trong top 10 trường của tỉnh học sinh đỗ tốt nghiệp 100%. Trong năm học này, nhà trường tiếp tục đổi mới tư duy và sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, xứng danh ngôi trường mang tên người chiến sĩ yêu nước Nguyễn Tất Thắng. Tại chương trình, nhiều tập thể cá nhân được Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước và nhà trường tuyên dương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dạy học trong năm học 2020-2021. Đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, xã Trường Kim, thành phố Hội An tổ chức lễ đón công nhận danh hiệu trường đạt điểm định chất lượng cấp độ 3 và đạt thưởng quốc gia mức độ 2. Trường nằm trên địa bàn xã Cẩm Kim, xã khó khăn nhất của thành phố Hội An, nhưng những năm học qua, hội đồng sư phạm nhà trường đã không ngừng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ một ngôi trường nhỏ, giao thông đi lại khó khăn, đến nay diện mạo của trường khá khang trang hiện đại, tường rào, cổng ngõ, sân trường, bãi tập và các khu phòng dạy học, phòng chức năng được nâng cấp xây mới với hơn 40 phòng các loại. Đặc biệt năm học 2020-2021, nhà trường có 6 học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 10 học sinh đạt giải cấp thành phố, 5 học sinh đổ vào trường chuyên, 2 giáo viên đạt giải cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning, 2 giáo viên đạt giải hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cũng tại thành phố Hội An, hôm qua nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 45 năm thành lập trường 1976-2021. Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung tiền thân là trường Trung học Thủy lợi 2, thành lập ngày 29 tháng 6 năm 1976, đóng tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo trên 15.000 học sinh sinh viên, góp phần vào việc cung cấp nguồn cán bộ công nhân kỹ thuật lành nghề khu vực miền Trung Tây Nguyên. Những năm gần đây, trường mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia nhiều đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp bộ, đưa giảng viên và học sinh giao lưu học tập tại Israel. Các trường cao đẳng Akita, Hoshiwa, Đại học Kanto, Nhật Bản, Đại học Queensland, Australia,
Hiện trường có 100% giảng viên, giáo viên có trình độ sau đại học, trong đó có một tiến sĩ, hai nghiên cứu sinh. Năm học 2021-2022, nhà trường chào đón hơn 720 học sinh sinh viên theo học ở 23 ngành, đẩy mạnh hướng nghiệp, tuyển sinh, mở rộng loại hình, phương thức đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Kỳ tổ chức kỷ niệm 39 năm lễ tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam. Dự lễ có nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Mỹ Hoa. Buổi lễ tri ân các thầy cô giáo diễn ra trang trọng, ghi thắp chào cờ và tưởng niệm những nạn nhân đã mất vì đại dịch Covid-19. Thời gian qua, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Kỳ cũng có các thầy cô không may mắc phải Covid-19, nhưng tất cả đều vượt qua khó khăn, ổn định sức khỏe để tiếp tục đóng góp vào công tác giáo dục đào tạo. Tình hình dịch như vậy thì buông lỏng, thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, thành phố lớn như cả nước, phải chuyển qua bằng hình thức từ dạy trực tiếp, từ qua trực tuyến. Dĩ nhiên là dạy trực tuyến có nhiều vấn đề rất là khó khăn. Bài giảng chúng ta phải chuẩn bị thời gian gấp 2-3 lần. Người thầy, cô giáo, thầy cũng là diễn viên, cũng là những đạo diễn, chúng ta sẽ diễn trước ống kính để cho các em học làm sao mà các em học vui vẻ, thoải mái, hào hứng, lôi cuốn. Cái điều quan trọng nhất cần là chúng ta chăm lo tốt nhất cho các em học sinh để cháu nó trưởng thành, chăm quan, học giỏi, thành người có ích cho xã hội. Thì đó là sự thành công lớn của người thầy, người cô giáo. Với đội ngũ giáo viên giỏi vừa hồng vừa chuyên, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt còn quy tụ lực lượng hơn 20 giáo viên nước ngoài chuẩn quốc tế đến từ nhiều nơi trên thế giới và đóng góp cho sự nghiệp đào tạo học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Tôi làm việc ở trường Nam Kỳ được 4 năm. Tôi rất hiểu học sinh của trường. Các em chăm ngoan, học tốt, lễ phép. Điều kiện về cơ sở vật chất tuyệt vời. Năm nay, trong mừng ngày Nhà giáo Việt Nam không có học sinh là một kỷ niệm không thể nào quên được với tôi. Tôi mong học sinh sớm được trở lại trường học để chúng tôi có thể giảng dạy trực tiếp trên lớp học. Cái hoàn cảnh mà dịch Covid và đang là chương trình học trực tuyến thì giáo viên luôn luôn là phải là người tiên phong đổi mới trong cái phương pháp cũng như là tạo những cái bài học sinh động sáng tạo, thiết sự hứng thú, khích lệ học sinh, động viên học sinh, đặc biệt học sinh. Hơn 10 năm qua, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt đã đồng hành cùng quỹ học bổng vừa A Dính, câu lạc bộ vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu do nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa làm chủ nhiệm. Hiện có 70 em, gồm 38 em là con em của bà con và các chiến sĩ đang nhận nhiệm vụ ở đảo xa và bà con dân tộc thiểu số đang được nuôi dạy tại trường Nam Việt. Nay các em đã ra trường và đang học ở các trường đại học có uy tín và sau này trở về làm nguồn lực cho khu vực biển đảo và đồng bào dân tộc thiểu số. Lúc đầu thì trường chỉ nhận lãnh cho hai em thôi, nhưng bây giờ là đến 70 em như thế thì là một cái tốc độ phát triển khá lớn. Bởi vì cái cơ sở trường Nam Việt được phát triển, bên cạnh trường thì có cái tập đoàn thì tập đoàn cũng chính là cái nơi góp phần làm cái điểm tựa rất là quan trọng để cho trường phát triển. Và trong đó thì chúng tôi cho rằng ngoài cái việc dạy dỗ của thầy cô giáo chăm lo cho các em của quỹ học bổng vừa dính cũng như là con em biển đảo của chúng ta, thì cái vai trò của những người lãnh đạo, những người đứng đầu từ thầy Quốc đến cô Hoàng và các cô chị trong cái ban chủ nhiệm, ban lãnh đạo của tập đoàn cũng rất là quan tâm. Tri ân đến đội ngũ các thầy cô giáo nhà trường, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt đã trao nhiều quyết định đặt trường cho các cơ sở trường cấp 1, 2, 3 cho cán bộ công nhân viên có đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và mong muốn trong tương lai không xa, thương hiệu giáo dục trường quốc tế Nam Việt sẽ phát triển mạnh hơn. Và đây cũng là tâm huyết của người con ưu tú Quảng Nam, Chủ tịch Nguyễn Đức Quốc, người sáng lập nên tập đoàn. Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung hai dự án hạ tầng giao thông với tổng mức đầu tư 4.350 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thúc đẩy phát triển khu kinh tế ven biển trọng tâm là khu kinh tế Mở Chu Lai. Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa có thông báo số 67 về kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường thống nhất bổ sung hai dự án hạ tầng giao thông theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hai dự án gồm dự án xây dựng hạ tầng giao thông kết nối các khu chức năng trong khu kinh tế Mở Chu Lai, dự án kết nối đường ven biển Việt Nam đến đường Đông Trường Sơn được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, sử dụng vốn từ nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025.
Ngoài tổng mức vốn trung hạn đã được Trung ương phân bổ cho tỉnh Quảng Nam, theo đó dự án xây dựng hạ tầng giao thông kết nối các khu chức năng trong khu kinh tế dự kiến tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng. Dự án kết nối đường ven biển Việt Nam đến đường Đông Trường Sơn dự kiến tổng mức đầu tư 2.454 tỷ đồng. Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam nêu rõ, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục trên bộ ngành trung ương theo quy định. Huyện Nam Trà My đang khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở đất do mưa lớn gây ra trong thời gian qua. Do ảnh hưởng của thời tiết xấu trên địa bàn huyện Nam Trà My, những ngày qua xuất hiện mưa to kèm theo dông sét, nhiều tuyến đường đi các xã bị sạt lở. Trong đó xã Trà Len hiện đang bị cô lập hoàn toàn. Hiện tại hai tuyến đường DH01 và tuyến đường quốc phòng D138 để vào xã Trà Len đã có nhiều điểm sạt lở lớn, vùi lấp sạt lở. Tránh tình trạng xã bị cô lập nhiều ngày, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo cho các đơn vị liên quan huy động con người, phương tiện cơ giới, tổng lực di chuyển hàng nghìn khối đất đá, khơi thông công thoát nước để trả lại mặt đường, đảm bảo giao thông bước một cho người và phương tiện qua lại. Bên cạnh đó, các tuyến đường đi các xã Trà Linh, Trà Nam, Trà Tân cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở và đang được lực lượng chức năng khẩn trương giải phóng mặt đường. Thưa quý vị, Bộ Y tế đề nghị các địa phương xem xét về việc rút ngắn thời gian tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca để đảm bảo tiến độ tiêm chủng. Theo đó, đề nghị Sở Y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn của Bộ Y tế về tiến độ tiêm chủng, hiệu lực của việc bảo vệ khi tiêm mũi 2 để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố về thời gian tiêm vaccine mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca. Trong tháng 10 vừa qua, vùng đồng bằng sông Cửu Long có số doanh nghiệp thành lập mới bằng gần số doanh nghiệp thành lập mới trong cả quý 3 năm 2021. Tăng trưởng xuất khẩu tháng 10 cũng đạt mức tăng 39% so với tháng trước đó. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ, tháng 10 năm 2021, vùng đồng bằng sông Cửu Long có 895 doanh nghiệp gia nhập thị trường, 544 doanh nghiệp thành lập mới và 3.8% doanh nghiệp quay lại hoạt động với số vốn đăng ký mới 11.232 tỷ đồng. Cùng thời gian này, toàn vùng có 170 doanh nghiệp xuất khẩu thị trường. Tổng kim ngạch xuất khẩu của vùng tháng 10 đạt 2,14 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,42 tỷ đô la Mỹ so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 39% và nhập khẩu tăng 3% so với tháng trước. Thặng dư thương mại đạt 702 triệu đô la Mỹ. Đây là những số liệu tích cực cho 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long trước những tác động xấu của dịch COVID-19. Sau 15 ngày phục vụ người dân miễn phí, đơn vị vận hành tuyến tàu điện Cát Linh Hà Đông sẽ bán vé ưu tiên từ ngày 21/1. Hành khách đi vé lượt có thể mua ở máy bán vé tự động hoặc tại quầy với giá từ 8.000 đến 15.000 đồng tùy lộ trình. Hành khách đi vé ngày sẽ mua trực tiếp tại quầy với giá 30.000 đồng mỗi người một ngày, sử dụng không giới hạn số lượt đi trong ngày. Những người đã được cấp thẻ đi xe buýt miễn phí của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội có thể tới quầy mua vé để xuất trình thẻ miễn phí để được phát thẻ phúc lợi không đồng cho 15 ngày đi miễn phí. Vé tháng mua tập thể từ 30 người trở lên được giảm 30%. Học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp được mua vé tháng ưu tiên với mức giảm 50% so với giá vé tháng phổ thông. Thưa quý vị, từ sáng ngày 20 tháng 11, đoàn khách quốc tế đến với tỉnh Quảng Nam đã được tham gia tour tham quan phố cổ Hội An với nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn. Công tác phòng chống dịch đã được địa phương nỗ lực triển khai để vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo điều kiện tốt nhất cho du khách tham quan trải nghiệm. Đây là đoàn khách quốc tế đầu tiên trở lại thành phố Hội An sau gần 2 năm tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Người dân thì rất phấn khởi, còn những du khách cảm thấy an tâm, thoải mái khi tham quan một trong những địa danh nổi tiếng của Việt Nam. Thật tốt khi mở cửa lại cho du khách như thế này. Tôi cũng ngạc nhiên khi việc mở cửa lại diễn ra hơi chậm vì có rất nhiều người cũng muốn đi du lịch và thăm người thân tại Việt Nam giống như tôi. Tôi rất mừng về chính phủ Việt Nam về đón khách quốc tế trở lại. Chúng tôi nghĩ chính quyền địa phương đã cố gắng hết sức trong việc tổ chức cho các nước ngoài như chúng tôi đến Hội An. Mọi người đều phải tiêm ít nhất 2 mũi vaccine, còn riêng tôi thì đã được tiêm 3 mũi. Tôi nghĩ sẽ rất an toàn khi đi tham quan ở đây.
Với tinh thần đặt an toàn phòng chống dịch lên trên hết, đoàn khách tham quan được chia thành hai nhóm và di chuyển tham quan theo lộ trình cụ thể để đảm bảo giãn cách. Tại các điểm tham quan, bên cạnh thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng dịch, chính quyền thành phố Hội An đã triển khai lực lượng điều tiết đảm bảo khách lẻ, khách tự do không có mặt trong lúc đoàn khách nước ngoài tham quan. Thành phố cũng rất là khẩn trương cho các cái công tác chuẩn bị, trong đó là đạt cái yêu cầu về cái an toàn phòng chống dịch bệnh là lên trên hết. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị chu đáo các cái điều kiện để mà phục vụ khách tham quan, cũng mong muốn là khách đến với Hội An sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất và ấn tượng nhất. Đây là đoàn du khách quốc tế đầu tiên trở lại thành phố Hội An nói riêng và Việt Nam nói chung trong suốt gần 2 năm qua. Từ đoàn khách này, các địa phương sẽ ngày căn cứ để xây dựng những quy trình chuẩn trong việc đón khách quốc tế trở lại trong thời gian sắp tới. Mời quý vị cùng đến với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, ông Joe Biden đã chuyển giao quyền hạn tổng thống cho phó tổng thống Kamala Harris vào ngày 19 tháng 11 trong thời gian ông kiểm tra sức khỏe. Dù trong thời gian ngắn ngủi, song bà Harris đã đi vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên được trao tặng quyền tổng thống Mỹ. Để chính thức chuyển giao quyền lực cho bà Harris, theo một bà trong tu chiến án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ, ông Biden đã gửi một bức thư thông báo tới Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Thượng nghị sĩ Dân chủ Patrick Leahy, Chủ tịch lâm thời của Thượng viện vào lúc 10 giờ 10 phút ngày, trước khi trải qua quá trình gây mê, để ông Biden nhận lại quyền tổng thống. Một bức thư khác được gửi tới hai quan chức trên sau khi quá trình gây mê hoàn tất. Bà Harris làm việc tại văn phòng của bà ở cánh tay của bà trong thời gian ông Biden làm thủ tướng y tế. Thư ký báo chí Jen Psaki ca ngợi vai trò tiên phong của Harris, nói việc bà nắm quyền tổng thống Mỹ mở ra một chương khác trong lịch sử đối với những người phụ nữ và thiếu nữ trên khắp cả nước. Trong nhiều tuần qua, trẻ em và thanh thiếu niên đã trở thành những đối tượng có tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất trong làn sóng dịch COVID-19 thứ tư tại Đức. Đáng chú ý, chỉ trong vòng 4 tuần, Đức đã ghi nhận hơn 850 đợt dịch bùng phát tại các trường học, cao hơn nhiều so với tất cả các làn sóng dịch trước đây. Theo giới chức y tế Đức, số ca mắc mới COVID-19 đang gia tăng nhanh trong các trường học, trong đó có khoảng 1% trẻ em phải nhập viện. Tới đây này, đã có 45.500 trẻ em trong độ tuổi đi học được ghi nhận mắc COVID-19, tăng gần gấp đôi so với một tuần trước đó. Theo Viện Robert Koch, tỷ lệ mắc bệnh trong 7 ngày cao nhất hiện nay là ở nhóm trẻ từ 10 đến 14 tuổi, tiếp theo là nhóm từ 5 đến 9 tuổi, và cuối cùng là nhóm từ 15 đến 19 tuổi. Báo cáo cũng cho biết, một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ nhiễm virus cao trong các trường học là do nhiều trẻ em đi học chưa được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Mặc dù tỷ lệ lây nhiễm cao trong nhóm tuổi từ 5 đến 19, song cho đến nay, giới chức nước này không muốn yêu cầu đóng cửa các trường học. Bởi nhiều nghiên cứu trước đó đã chỉ ra rằng hậu quả tâm lý xã hội của việc đóng cửa trường học trên diện rộng đối với trẻ em. Hôm qua, nhà chức trách Mexico đã phát hiện hàng trăm người di cư bị nhồi nhét trong hai chiếc xe đầu kéo. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mexico đang tăng cường phối hợp với các nước láng giềng để giải quyết vấn đề người di cư. Theo giới chức Mexico, vụ việc được phát hiện khi hai chiếc xe chở người di cư đang trên đường di chuyển qua bang miền Nam Veracruz. Những người di cư này đến từ nhiều quốc gia như Guatemala, Honduras, El Salvador hay Haiti, bao gồm cả phụ nữ có thai và trẻ em. Tất cả những người di cư này đều không đeo khẩu trang. Hiện những người di cư này đã được chuyển tới các trung tâm di trú khác nhau để kiểm tra y tế và xác định danh tính cũng như tình trạng di trú. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo Mexico và Mỹ vừa có cuộc hội đàm tại Washington, trong đó Mỹ nhất trí sẽ đầu tư vào khu vực Trung Mỹ và miền Nam Mexico để thúc đẩy phát triển và hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư. Hàng năm, hàng trăm nghìn người di cư, chủ yếu là từ các quốc gia Trung Mỹ, gồm El Salvador, Honduras và Guatemala, và mới đây là từ Haiti, đã tràn qua lãnh thổ Mexico để tìm đường đến Mỹ. Một phần trong số này đã xin tị nạn ở lại Mexico, đặt ra gánh nặng về mặt kinh tế và trật tự xã hội đối với nước này. Chiều tối 19 tháng 11, thế giới được chứng kiến nguyệt thực một phần dài nhất trong gần 600 năm qua, với bóng của trái đất leo khuất đến 97% của mặt trăng. Mặt trăng bắt đầu mờ dần vào lúc 13 giờ 2 phút giờ Việt Nam. Vào lúc 15 giờ 45, mặt trăng chuyển sang màu đỏ. Màu sắc sóng động kéo dài trong 18 phút. Sau đó mặt trăng dần đi khỏi vùng tối và tiếp tục hành trình quay quanh trái đất. Toàn bộ quá trình dự kiến diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ. Đây được cho là hiện tượng nguyệt thực một phần dài nhất kể từ năm 1440.
Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, giảm từ 68 đến 97%, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, giảm từ 67 đến 95%, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, đoạn từ 65 đến 92%, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, đoạn từ 68 đến 97%, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, đoạn từ 70 đến 99%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, đoạn từ 73 đến 99%, gió nhẹ. Thị trấn Brown mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.